Jennie lộ rõ tâm trạng giữa ồn ào UV, ẩn ý không chọn sai người, chuẩn bị tâm lý đối đầu fan BTS. Sau màn khóa thân thành nàng công chúa tại thảm đỏ Cannes ngày 7, Jennie Blackpink tiếp tục khiến người hâm mộ chao đảo với sự xuất hiện tại bữa tiệc của The Idol. Cụ thể, sau màn góp mặt trong teaser phim The Idol, Jennie tiếp tục đồng hành cùng dàn diễn viên của bộ phim như Lily Rose Depp, The Quicken và Troy Sivan. Tại liên hoan phim Cannes lần thứ 76, sự xuất hiện của Jennie Kim tại thảm đỏ đã trở thành tâm điểm của các ống kính truyền thông khi nữ ca sĩ khóa thành công chúa với bộ cánh từ bộ sưu tập Prince Haute-Couture 2020 của nhà mốt Chanel. Ngay sau đó, Jennie đã thoát vai nàng công chúa và khóa thân thành cô nàng sang chảnh, khiến netizen trầm trồ. Cụ thể, tại bữa tiệc, Jennie diện chiếc áo kile chất liệu vải tweed, phối cùng với chiếc chân váy xẻ sâu khoe toàn bộ ưu điểm trên cơ thể từ bờ vai, có thể móc áo đến eo thon và đôi chân thon dài. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự sự kiện liên hoan phim đình đám này, nhưng Jennie đã gây ấn tượng mạnh và nhanh chóng làm bùng nổ truyền thông. Ngoài ra, điều khiến dân tình chú ý đó là bờ vai của cô nàng. Sở hữu bờ vai thẳng vuông góc 90 độ, thế nên mỗi lần cô nàng diện đồ khoe vai thì ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, không hổ danh là một kiệt tác. Đặc biệt, ở lần xuất hiện này, giọng ca solo đã chọn tên Jennie to be Jen, cũng là tên Instagram của cô để làm nghệ danh với vai trò là một diễn viên. Là một trong những cái tên đình đám dù là thuộc lĩnh vực âm nhạc hay thời trang, Jennie càng khiến cho người hâm mộ trông ngóng với màn biến hình chỉnh chu trên thảm đỏ. Cuối cùng, cô nàng đã thực sự không khiến mọi người thất vọng. Ngay lập tức, nàng thơ của Chanel đã leo lên top xu hướng của Twitter. Có thể thấy, thời gian qua, tên tuổi của Jennie bị ảnh hưởng nặng nề vì tin đồn hẹn hò với BTS. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, dù bị đông đảo khán giả ra sức truy hỏi, thắc mắc về tin đồn tình ái, tuy nhiên cả thành viên Blackpink và V đều quyết định giữ im lặng. Mặc dù không lên tiếng, song qua một số hành động, Jennie đã vô tình thể hiện rõ tâm trạng giữa nghi vấn tình ái. Theo đó, Jennie đã đăng tải một loạt khoảnh khắc trong chuyến du diễn cùng hội chị em trong nhóm Blackpink tại Singapore và Macau. Xuyên suốt, những tấm hình đều ghi lại khoảnh khắc nữ idol nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái trêu đùa, nói chuyện cùng với các thành viên và ekip. Ở dưới phần bình luận, đa số người hâm mộ đều ủng hộ việc Jennie có thể làm những điều cô nàng mong muốn. Hãy cứ làm những gì bạn cho là đúng và tốt cho bản thân, làm những gì bạn muốn. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, chúng tôi luôn bên bạn. Không ai xứng đáng với Vi ngoại trừ Jennie. Có ý kiến cho rằng Jennie đang muốn khẳng định bản thân hạnh phúc với lựa chọn của mình, thậm chí cô nàng còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để công khai chuyện tình cảm. Về phía công ty quản lý của Jennie và V, cả hai đơn vị này đều đưa ra câu trả lời trung lập về nghi vấn hẹn hò của hai idol đình đám. Điều này càng làm cho nhiều khán giả vô cùng tò mò về việc Jennie và V liệu có thật sự hẹn hò như lời đồn. Tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ về câu chuyện này. Ở một diễn biến khác, trong khi các chị em oanh tạc thay phiên chiếm sóng truyền thông, thì chị cả Jisoo lại khá yên ngắn. Tuy vậy, cô nàng vẫn mang về thành tích khủng khiến cho các fan vô cùng tự hào. Theo đó, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc mới đây đã công bố kết quả khảo sát danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ K-pop. Từ đó đưa ra danh sách những nữ idol hot nhất showbiz Hàn trong tháng 5. Bảng xếp hạng được tổng hợp từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, 2023 bao gồm các chỉ số thương mại, số được nhắc đến trên các trang mạng xã hội, chỉ số truyền thông. Vị trí đầu tiên không gây bất ngờ khi tiếp tục thuộc về mỹ nhân đình đám Blackpink Jisoo, dù giảm 45,30% so với tháng trước với chỉ số giá trị thương hiệu là 4.674.010 điểm. Nhưng Jisoo vẫn xuất sắc, giữ vững ngôi vương nữ idol hot nhất K-pop trong suốt nhiều tháng của mình. Phân tích dữ liệu cho thấy các từ khóa gắn kèm với Jisoo bao gồm đáng yêu, xinh đẹp và đột phá. Mặt khác, flower, YouTube, đại sứ là cụm từ được tìm kiếm phổ biến nhất. Bám sát nút là Taeyong của SNSD với 4.254.226 điểm, tăng tới 149,56% so với tháng trước, giúp cô nàng từ vị trí thứ 12 lên thẳng vị trí thứ 2 trong tháng 5. Là một trong những nữ idol thành công nhất K-pop, Taeyong hiện đang tập trung chuẩn bị cho concert solo vào tháng 6 tới. Vị trí thứ 3 thuộc về Karina của aespa với 2.736.083 điểm, tăng 79,65%. Các cô gái aespa vừa có màn comeback vô cùng thành công với ca khúc đang làm mưa làm gió Spacey. Visual như AI của Karina cũng nhanh chóng trở thành chủ đề hot, nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng fan K-pop. Nhờ mang trở lại đầy thành công, Karina đã tăng tới 12 bậc so với tháng trước.